Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Mercedes-Benz phiên bản GLC 250, sản xuất năm 2017, màu trắng, nội thất màu đen, biển số Hà Nội mọi người nhá, 296.75. Xe của em chạy được 6 vạn km, 2017 chạy 6 vạn km. Thật ra thì bây giờ nếu như bảo 6 vạn km thì cá nhân em thấy là rất là hợp lý và vừa với cái nhu cầu hiện tại của khách hàng sử dụng. Bởi vì xe này nó cũng đã chạy được, năm nay là năm thứ tư rồi. Đó, 4 năm thì 6 vạn nó là chuyện bình thường rồi nhá. Còn nếu như bảo chạy 4 năm rồi mà chạy 1, 2 vạn, 3 vạn thì rất là hiếm và gần như là không có đâu. Và tất nhiên nếu như có thì giá của nó cũng rất là cao. Chiếc này thì hiện tại đã có mặt tại cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội rồi. Nếu là anh chị nào ở gần thì có thể bớt chút thời gian qua xem thực tế, hoặc là các anh chị ở xa thì hoàn toàn yên tâm là bên em có dịch vụ giao xe toàn quốc tận nhà cho khách hàng, và tất nhiên là phải bao test chất lượng cho mọi người rồi. Về chất lượng mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Chiếc này lên mặt ca lăng sao rơi ở phía trước cho xe nhìn thể thao hơn rất là nhiều. Bên trong thì chiếc này được trang bị thêm một dàn loa Boommaster cao cấp chính hãng của nhà máy Mercedes-Benz luôn mọi người nhé. Đó. Bên em thì ngoài ra còn rất là nhiều các cái dòng xe khác để cho mọi người có thể lựa chọn về Mercedes-Benz, ví dụ như là GLC này, 300 này, 2021 này, thậm chí là Mercedes-Benz bản F-Class rồi E-Class rất là nhiều. Bên trong thì em đang giao xe cho một khách hàng lấy một chiếc xe Mạc E đó. Đó, các anh chị hoàn toàn yên tâm về cái việc giao dịch mua bán với bên em, với uy tín và thương hiệu đã trên chục năm mua bán về ô tô rồi, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về những cái chi tiết cũng như là cách làm, phương thức làm hay như nào đấy thì bên em nắm rất là rõ quy trình mua bán rồi, mọi thứ rất là ổn định, mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Tốt nhất theo cá nhân em, nếu như để mua một chiếc xe như thế này thì có thể mang xe vào hãng hoặc là bất kỳ gara đại lý nào đó trên toàn quốc để chúng ta có thể kiểm tra về chất lượng của chiếc xe, để đảm bảo về chất lượng trước khi lấy đó. Thời điểm này á, thì tất nhiên là những cái những chiếc xe ở trong cái phân khúc tầm tiền của chiếc này thì cũng có khá là nhiều. Thời điểm này cá nhân em nhé, để mà sở hữu, để chia sẻ với mọi người ấy, thì thời điểm này là một thời điểm rất là tốt để chúng ta có thể mua được GLC rồi. Giá của nó cực kỳ hợp lý và là đời cao, nó rất là rẻ. Hiện tại thì chiếc GLC này của bên em đang chào bán ở trên thị trường với giá là 1 tỷ 390 triệu mọi người nhé. 1 tỷ 390 triệu cho một chiếc GLC 250 2017 đó, được lên thêm loa Boommaster chính hãng và rất là nhiều đồ chơi khác nữa. Thì cái giá hiện tại với cá nhân em nhận định thì thấy là hợp lý rồi. Bởi vì thời điểm này gần như là nếu như mà mua những dòng khác thì giá của nó cũng phải ví dụ nha, là dòng xe khác thôi, không phải là Mercedes-Benz mà không phải GLC này, thì nó cũng có khá là nhiều sự lựa chọn nếu như ở trong cái tầm tiền khoảng 1 tỷ 3 mấy chục, 1 tỷ 4 như thế này. Tuy nhiên là thương hiệu GLC thì từ xưa đến nay mọi người biết rồi, nó là một thương hiệu nổi tiếng của gia đình nhà Mercedes-Benz và gần như đây là phương án kinh doanh chủ đạo của nhà Merc đó. GLC thì từ trước đến nay nó định hình luôn là giá phân khúc nó cao hơn. Và đặc biệt nếu như mọi người là mua GLC 300 mà được thời điểm này, nếu như mua mới phiên bản GLC 300 nó cũng đâu đó phải gần 3 tỷ đồng. Mà bây giờ chúng ta mua chiếc cũng là GLC mà lại là 250 như thế này thì giá của nó chỉ có 1 tỷ 390 như thế này thì thật sự là rất là rẻ. Bởi vì định hình luôn là những chiếc GLC này giá nó rất là cao, rẻ. Ngày xưa mua rẻ cũng là tỷ 6, tỷ 7 rồi mới mua được GLC. Nhưng thời điểm này thì là thời điểm vàng rồi, mua GLC đã rẻ hơn rất là nhiều đó. Tiết kiệm được khá là nhiều chi phí, mọi thứ thì rẻ hơn rất là nhiều rồi đó. GLC 250, mọi thứ ở đây thì đều rất là chuẩn chỉ và đạt những cái tiêu chí, tiêu chuẩn của xe lướt. Hệ thống cam lùi theo xe có góc lùi hướng dẫn đánh lái góc lùi theo xe luôn, đầy đủ và không thiếu cái chi tiết nào cả, còn full option luôn đó. Cần số bằng điện được thiết kế ở trên vô lăng. Ở đây thì chúng ta vẫn có những cái option như là tinh chỉnh vô lăng này, rồi gạt mưa, rồi gạt mưa auto này, đèn auto, mọi thứ đều được chỉnh hết ở đây. Đó, giới hạn tốc độ lim và gạt tự động cruise control.
để nổ start stop, các cái phím tinh chỉnh ở trên vô lăng thì không có gì là lạ lẫm quá rồi nữa. Ở đây thì có một điều đặc biệt là cái phiên bản GLC 250 này ấy, thì nó chưa được trang bị loa Boommaster mọi người nhá. Nhưng riêng chiếc này của em thì đã được trang bị loa Boommaster. Cái này không phải là ốp vào đâu. Đó, nếu như là ốp cái vỏ bên ngoài vào này thì nó khác hoàn toàn mọi người nhá. Đây là thay đồ xịn luôn, đồ chính hãng luôn đấy ạ. Đó, loa boom này thay loại xịn vào. Đúng là loa boom của GLC 300 đấy ạ. Đó. Điều hiện tại mà em muốn chia sẻ với mọi người đó chính là nó rất là rẻ. So với thị trường em bán có 1.390.000 thì rất là rẻ rồi. Chắc chắn luôn, nếu các anh chị lên 4 bánh tham khảo hoặc là các đại lý khác các anh chị tham khảo thì giá của nó không bao giờ có giá dưới 1.4 đâu ạ. Nhưng hiện tại thì giá của em chào bán nó rất là rẻ rồi, rẻ hơn rất là nhiều so với các đơn vị khác, các điểm bán hàng khác. Nên là cái điều em muốn nhấn mạnh ở đây là rất là rẻ. Và tất nhiên chất lượng em vẫn đảm bảo cho mọi người, nên là mọi người có thể tham khảo. Tùy mọi người, bỏ ra trên dưới 1.4 thì cũng có khá là nhiều sự lựa chọn về xe. Tuy nhiên là GLC thì nó vẫn rất là thương hiệu và rất là gì đó và này nọ. Nói chung là nó là thương hiệu của Mercedes-Benz, cũng là một thương hiệu rất là cao cấp đó. Rồi, nếu như anh chị có nhu cầu mua chiếc này hoặc là cần thông tin cụ thể hơn thì có thể inbox cho em qua Zalo hoặc là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Các anh chị muốn đổi các xe hay là muốn bán xe có thể liên hệ với em. Bên em nhận thu mua lại với giá cao nhất trên toàn quốc và giao dịch trong vòng 5 phút. Chuyển khoản hay là tiền mặt thì tùy anh chị quyết định. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.